Đảng bộ phường Hắc Sơn. Tôi sinh năm 1963, kết nạp Đảng năm 2002. Hơn 20 năm qua, tôi luôn kiên định với chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, trung thành với lý tưởng cách mạng, không ngừng tu dưỡng và rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Kính thưa toàn thể hội thi, chi bộ Bến Một được tách ra và thành lập vào tháng 2 năm 2023. Khi mới thành lập, chi bộ có ít đảng viên, chi ủy mới nên gặp không ít những khó khăn. Đến nay, chi bộ đã có 10 đồng chí đảng viên. Số đảng viên chính thức là 10 đồng chí. Trình độ văn hóa 12/12 có 4 đồng chí. Trình độ lý luận chính trị trung cấp có 1 đồng chí. Chi bộ có 5 đồng chí đã được trao tặng huy hiệu 30, 40, 45, 50 và 60 năm tuổi đảng. Tập thể cấp ủy chi bộ luôn đoàn kết thống nhất, ý chí giàu tính đảng, luôn chia sẻ và bao dung trong cuộc sống. Trong những năm qua, chi bộ luôn được đón nhận sự quan tâm của Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân phường Bắc Sơn và có sự đoàn kết, đồng thuận của các tầng lớp nhân dân trong tổ dân phố. Tập thể cấp ủy chi bộ cùng các ban ngành đoàn thể phát huy truyền thống tốt đẹp, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, các cuộc vận động và các phong trào thi đua. Tiêu biểu là cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Mỗi cán bộ đảng viên là một tấm gương sáng, gương mẫu trong mọi công việc, nói đi đâu đi làm, nêu gương trong mọi các mối quan hệ. Hàng năm chi bộ được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tổ dân phố được công nhận đã hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, đường làng ngõ phố xanh sạch đẹp, nhân dân đã tự nguyện đóng góp kinh phí, công lao động và hiến đất để xây dựng nhiều công trình phúc lợi phục vụ dân sinh, làm thay đổi diện mạo nông thôn, cải thiện tích cực được đời sống của nhân dân. Qua đó được nhân dân tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị. Kính thưa các đồng chí, tôi tin tưởng rằng chi bộ Bến Một sẽ luôn đoàn kết thống nhất, tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, ngày càng phát triển vững mạnh với phương châm đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới và phát triển. Xin gửi tới các quý vị đại biểu, ban giám khảo,